Rồi, hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình nhé. Và mình là Cường Nguyễn. Thì ngày hôm nay trước khi đi làm video thì mình sẽ trả lời một cái thắc mắc của rất là nhiều anh em hỏi nhé. Đó là anh em hay hỏi là tại làm sao mà trên một sợi dây thun của chúng ta thì nó hay bị đứt. Khi mà các bạn dùng nó hay bị đứt ở vị trí này, tức là bị đứt ở chỗ mối cột, tức là dây nó hay bị đứt ở đây, hai bên luôn, đúng không ạ? Các bạn rất là nhiều bạn thắc mắc về vấn đề đó. Thì đầu tiên á, trước khi nói về chất lượng dây hay là cách cột, cách sử dụng như thế nào á, thì mình sẽ giải thích cho các bạn đầu tiên này về nguyên lý trên một sợi dây này. Các bạn cắt kể cả thun mái chèo hay là thun dạng cơ bản truyền thống bình thường á, thì trên một sợi dây bao giờ nó là đầu lớn ở đây và đầu nhỏ ở đây. Thì cái đầu nhỏ chính là đầu cột ra. Khi chúng ta cột vào á thì tiết diện của sợi dây nó nhỏ lại, mà chúng ta cột chúng ta thắt lại tiết diện nha. Tiết diện sợi dây nó nhỏ lại, và trên một sợi dây như vậy á, cái chỗ nhỏ mà nó phải chịu tác dụng lực khi chúng ta kéo, mà chịu tác chỗ nhỏ nó phải chịu tác dụng lực như các chỗ khác, thì cái chỗ nhỏ nhất nó sẽ đứt đầu tiên. Đấy là chuyện cơ bản đầu tiên đã nha các bạn. Thì cái thứ hai, đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai á là về chất lượng các loại dây. Thì hiện tại bây giờ trên thị trường thì mình thấy là Reside đang là hãng mà làm ổn định nhất. Có thể là nó có nhiều lý do các anh em không thích cái nọ kia, nhưng mà mình vẫn trung thành với Reside, thì thấy nó ok. Còn tùy ý kiến anh em thích dùng loại nào anh em dùng nhé. Rồi, đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba á, trong clip hướng dẫn cách cột á, mình chỉ hướng dẫn anh em là anh em xỏ qua lỗ ra này và gấp lại. Gấp lại rồi cột. Mình không có như các anh em khác là hướng dẫn anh em là kéo căng cái phần này ra, kéo căng phần này ra để siết. Các anh em khác có hướng dẫn như vậy nha, mình có để ý cái... Nhưng mà lý do tại sao này, đây các bạn, đây có một cái sợi dây mà mình đã cột sẵn. Thì khi mà mình cột xong á, các bạn kéo ra á, cái khu vực từ cái đoạn mà từ mối cột vào trong này, bạn từ mối cột ra ngoài nhé, nó còn sự đàn hồi nhé các bạn nhìn này, nó còn giãn ra được nhé, nó còn giãn ra được. Thì cái cách cột này của mình là tại sao lại như vậy á, thì khi các bạn kéo ra á, cái chỗ này nó còn đàn hồi, cho nên còn sự đàn hồi, cho nên nó tăng sức bền của sợi dây nha. Còn các bạn kéo căng hết chỗ này ra rồi, kéo căng hết chỗ này ra rồi, xong các bạn cột lại, cái mối cột nó sát hẳn miếng da luôn, đúng không ạ? Nó không còn giãn nữa. Thì khi chúng ta kéo á, ở ngoài này này, ở ngoài nó còn độ đàn hồi, nhưng mà ở trong khu vực này á, thì nó hết độ đàn hồi rồi. Và nó hết độ đàn hồi rồi á, thì nó sẽ bị nhanh đứt hơn. Khi chúng ta kéo nhiều lần sợi dây nó nóng lên á, thì nó sẽ nhanh đứt hơn. Thì cái này là cái ý kiến cá nhân của mình nhé. Tại vì mình cột như thế này rất là nhiều, và từ khi mình cột như thế này á, thì nó hạn chế đứt ở đây rất là nhiều. Mình hiếm khi nào bị đứt ở cái chỗ này từ khi mà mình làm cách cột này nhé. Cái cách cột này không phải mình nghĩ ra, rất là nhiều anh em cột như mình, và mình thấy là cái hiệu quả của cách cột của mình á, thì nó như vậy đó. Tức là cái chỗ này nó còn độ đàn hồi này, nó còn độ đàn hồi thì nó sẽ hạn chế đứt hơn. Mình không nói là cái cách mà kéo siết này ra nó không tốt nha. Trước đây á, mình cũng cột như vậy, mình cũng kéo hết căng ra, không còn độ giãn nữa thì mình cuốn. Nhưng mà mình thấy là cái cách này này, nó bền dây hơn, nó bền ở chỗ vị trí này hơn. Thì tùy anh em nhá, đấy là mình trả lời cho anh em là tại sao nó như vậy nhá. Còn tùy anh em thấy cái nào hay, anh em thấy cái nào nó phù hợp với mình thì anh em làm theo. Còn cái nào mà không phù hợp với mình thì anh em coi tham khảo, biết thêm thôi ha. Ok, nói chung là chia sẻ với anh em một chút về cái vị trí mối cột trên sợi dây nhá. Nó cũng khá là quan trọng á, khá là quan trọng ạ. Cho nên là anh em coi tham khảo để cho mình có một bộ dây tốt và bền nhé. Ok, bây giờ mình đi làm video nha anh em.
ngắt rồi. Đậu xuống. Ủa bay là khốn nạn không? Đậu ngay đây các bạn, chết con cò kia rồi mà nó đậu ngay đây luôn. Bay đâu rồi? Con này chết cục đây rồi nhé các bạn, gãy cổ chết luôn. Con kia nó đi vào đầm núa này. Đây, mình đứng đây mình nhìn thấy nó nhá. Khó quá, nó đứng ở dưới gốc lúa các bạn ạ. Khốn thật chứ, con này làm sao nhỉ? Chạy kìa. Mới thấy đây mà ta. Bắn vào gốc lúa. Cái gì đấy? Mày khốn nạn, nó có mày một khúc đậu. Mày, nó ra xa quá rồi. Mình lại mà lộn kia nhá. Tiếc thế nhỉ. Ở gần quá. Mình chừng khoảng 12-13 mét à. Mà nó đứng ở dưới gốc lúa. Còn đây nó khôn nữa. Khôn như gì, nó không bay xa. Mà nó cứ lần ở dưới gốc lúa ấy. Khó bắn lắm. Con em này thì ăn một phát ngay cổ. Bây giờ bấm quay không ta? À có chứ. Để không bấm quay chết luôn ấy. Đây các bạn, ăn đầu tiên ngay cổ gục luôn. Qua được không anh? Không, bắn lăng thông. Rồi cảm ơn. Chết. Chết ngắt các bạn. Vậy là nó cũng không khôn mấy nhá. Lên bờ đất kia đầu kìa. Xa chưa, từ ngoài đường vào nhá các bạn. Không hề gần tí nào đâu ạ. Viên trúng đầu, một viên trúng đầu. Ôi trời ơi, sụt hố rồi, mình chạy xe ẩu quá. Đây các bạn, gặp cỏ luôn. Hello biết cỏ. Một viên gãy cổ. Máu quá. Ôi con này nó to chưa? Đó các bạn nhá, mình không quay xuống nha các bạn được nữa nha, máu đang chảy tong này. Có nha các bạn. Bự ghê không? Bay lên đây đứng à, các bạn nhìn này. Từ đây ra ngoài đường nha các bạn. Ngoài đường chỗ hang xả ngoài cùng nha. Bắn vào đây. Này có. Ui, máu nó chảy như cá tiết gà. Thôi mình tắt nha, không quay được kỹ. Con cua ngoài bờ đất kìa các bạn. Trời, nó khôn.
nhưng mà không còn này. Chết. Chúng đầu gục luôn nha. Sợ các bạn không thấy à. Nó đứng dưới ruộng mà nó sò mỗi cái đầu đây nè. Định rừng này bắn con cu mà làm được con cò nha. Đứng dưới ruộng mà các bạn không thấy rồi. Bây giờ mình bắn xong rồi mình nhìn xem nó ở chỗ nào. À kìa kìa, nó đang dãy các bạn thấy không? Chúng đầu ạ. Rừng này bắn con cu mà làm được con cò. Mình không nhìn thấy con cò ban đầu đâu. Con cu nó bay đến con cò nó. Nó vẫy cánh lên thì mình à nó đứng cái đầu lên mình mới thấy. Bây giờ nó đâu rồi ta? Nội à. Nội ta lấy. Nội ra lấy rồi. Lúa mà. Lé lé mấy cái chỗ nó không còn lúa hay là chỗ nào nó có vết chân sẵn này nội vào. Rồi. À đây. Đây các bạn. Ui còn dễ run. Đây anh em, chính xác là trúng đầu luôn. Hơi máu tí nhá. Nó còn chưa chết hẳn nhá. Trúng đầu các bạn. Đây. Đứng sò mỗi cái đầu lên xíu à. Và đi nó này lên luôn nhá. Cò. Đây con cò nữa như con hồi nãy này, đứng dưới ruộng các bạn. Hơi khó nhìn một tí ạ. Đó, bay lên ạ. Tại các bạn biết sao không? Kéo sơ mi á. Nó phải căn miếng da này xong rồi mới kéo. Để cho dây nó cân. Chứ mà kéo đại ra là bắn nó không được. Không bắn nhanh được như kéo tay má. Kéo tay má thì bắn nhanh lắm. Kéo sơ mi là phải có thời gian để kéo dây. Ây dạ. Cây đây này, không biết đậu chỗ nào. Còn ở đây dưới ruộng vừa bay lên. Bay mất à, không thấy. Còn cỏ trắng mãi tít xa ngoài kia nhỉ. Nó vẫn còn ở trên cây trời ạ. Nó các bạn thấy không? Nó bay dưới ruộng lên. Đổ trên ngọn cây đó mà mình đi tới mình ngó lên rồi nhưng mà không thấy. Khó, nó khó nhìn lắm chứ đùa. Bắn thử viên lên xuống còn đó không thì bay ra là thật. Uổng ghê. Ngay chỗ con hồi nãy. Xuyên con người luôn kìa. Rớt không? Chắc chắn rớt luôn các bạn. Chắc chắn luôn. Rớt. Thấy không?
bay một khúc ra tới ngoài kia vì mình bắn xuyên qua người. Đừng có đùa với lực kéo semi nha các bé. Bắn xuyên qua người ra ngoài kia rớt nha. Để đi lại lượm. Đúng ngay vô cái con cỏ trắng hồi nãy luôn. Số chết. Đập của chỗ chết. Có cỏ trắng nha. Con cỏ trắng hồi nãy đâu đây? Đủ. Ơ, sao mình không bắn nhỉ? Để nó bay lên kia kìa. Mình còn cỏ bỡ thì rụng hèo rồi. Hàn cỏ bỡ, cỏ trắng cái xa quá. Khó bắn. Bắn xuyên qua người. Ra ở đây nó gục này. Bây giờ không bấm quay chết luôn ấy. Uổng pha này. Đấy, nội đường. Đấy, đi vào mấy cái đường nước này này. Chứ không đi băng băng ra đây được. Người ta xả các bạn. Đạp lên cái dính luôn. Bay từ chỗ kia ra ngoài đây. Gục. Xuyên qua người. Mình nhìn thấy rõ đường đạn đi xuyên qua luôn. Cứ ly gần thế. Được đạn xem đi này, nó đục. Thổng qua luôn. Đây. Cháu ra đến đây thì cháu gục. Rất tự do. Đây. Xuyên thủng qua người nha các bạn. Trời đang mưa mới bay các bạn ạ. Mưa thì có khi là phải nghỉ rồi. Quay cái ruộng lên kìa. Chết. Gục luôn nha các bạn. Xa chưa? Từ đây ra vị trí đây. Mấy con nó bay lên mất tiêu. Con đấy trúng cổ. Cỏ trắng rồi nha các bạn. Sao lại chỗ đó ta? Để đi vòng các bạn ạ. Trời.
nha. Gục luôn. Bự tráng như con hồi nãy ạ. Được không? Yeah. Con đang sống luôn. Cỏ nha. Chào bà.